tiền mà nó chơi. Ờ. Mẹ con đưa tiền cho con để đi ăn sinh nhật của nó. Nó không có lấy. Rồi nó nói là lúc đó mẹ mày không có thương mày. Mẹ mày lụm mày trong bụi tre gì đó, đem về mẹ nuôi đó. Hôm chạy về nói với mẹ. Mẹ nói là gì? Mẹ nói giả bộ gì thôi để cho để con không có bị bệnh giống chị gì vậy đó. À, nó lỡ nó ngồi hỏi ba mệt không, lấy nước cho uống, rồi uống xong cái nó mình nó hung bên này hung bên kia gì, hung tùm lum chỗ hết trơn. Cái hỏi sao mà hung dữ à, cái nó nói tại con thương ba, con truyền truyền năng lượng cho ba. Đó luôn hả? Nay ba có mệt không? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị là các anh thợ đang gấp rút cái công trình đổ bê tông cho cái phần nhà vệ sinh. Thì hôm trước anh Hợp có nói là cái nhà vệ sinh này cao từ ở dưới cái hố ga này nè cô bác quý anh chị, lên tới mặt là 1,5 m. Rồi sau đó đổ những cái cây bê tông, 4 cái trụ bê tông đó cô bác quý anh chị thấy không? Các anh làm rất là chắc chắn ha. Hiện nay cũng gần 11 giờ rồi. Bùi Hồ cập nhật cho cô bác quý anh chị biết luôn. Đổ hết cái phần ở dưới đó, sau đó mình mới đổ trụ hanh hoàng. Cho mình vừa bắt đầu mình cầm cái hầm mà. Dạ. Đào cái này cũng rất là cực nha cô bác quý anh chị. Đào cũng hết một ngày á, chứ không có 2-3 người đào luôn, hết một ngày nó mới xong. Thưa với cô bác quý anh chị nè, hôm trước mà Bùi Hồ có nói là nhà của anh á, lúc trước là xây cái nhà vệ sinh nó lố sang cái phần đất của một nhà kế bên, nên là nữ là cái nhà vệ sinh của anh, gia đình anh Ve á, thì sẽ xây ở trong cái khuôn viên cái phần đất của mình luôn. Và đây là các anh thợ đang tiến hành đổ cái phần ở dưới, rồi sau đó đổ bê tông rồi xây lên thôi cô bác anh chị. Và phía trước thì đó là bé Bảo Ấn á, ngày hôm nay thì mẹ cũng đi bán vé số rồi, thì ba thì cũng phụ giúp công việc nhà ở đây nè. Hôm nay thì anh Hợp tăng cường ba anh thợ luôn để gấp rút hoàn thành cái công trình này. Dự toán thì công trình này thì khoảng dự tính là khoảng 5-7 ngày là xong cô bác anh chị. Làm sao mà cho nó nhanh nhất có thể thôi, để cho nhà sớm có một cái nhà vệ sinh khi được cô bác anh chị mạnh thường quân ủng hộ ha. Thôi thì còn bây giờ để cho các anh thợ làm, ra gặp bé Bảo Ấn tí xíu. Sao cười? Dạ con vô để xem cái nhà vệ sinh. Chú chào bé Bảo Ấn ha. Dạ. Con đang vẽ gì đó? Dạ con đang vẽ mẹ. Mẹ đâu? Mẹ đi. Quay lại cho chú xem ai. Dạ. Mẹ tóc dài hay tóc ngắn? Dạ tóc dài. Sao mẹ mắt thì to dữ vậy? Hả? Rồi hình bên kia có vẽ nào nữa không? Dạ. Lật bên kia coi. Nãy chú thấy vẽ gì đây nữa nè. Đâu có vẽ ai nữa không? Hay là hay chỉ có một trang thôi? Con có vẽ chú bộ đội nữa nè. Vậy chú bộ đội nữa. Tự mình vẽ hay là cô chỉ mình? Dạ con tự vẽ. Tự vẽ hả? Dạ. Mẹ đâu rồi? Mẹ con đi bán à. Mẹ đi bán, còn ba? Bán nhà. Sáng nay bé Ấn ăn cơm với gì? Sáng nay con ăn cơm với... Sáng nay con đi con chưa? Sáng nay con đi lấy thuốc cho chị. Lấy thuốc ở cho chị ở đâu? Dạ ở dưới trước ở dưới kia kìa. Dưới nào? Trước ở dưới kia. Đi với ai? Dạ đi với ba. Chú tưởng đâu là bé Bảo Ấn biết đi lấy thuốc mình ên cho chị chứ. Hả? Đi mình ên là bị công an bắt. Ai vậy? Bị công an bắt hả? Bị bắt cóc bắt. Ừ? Bị bắt cóc bắt. Dễ thương ha. Rồi trưa nay ăn cơm gì? Dạ trưa nay ba con làm xong cái này là mấy nấu cơm. Hả? Anh qua ngồi đây đi. Anh đây. Dạ. Nhờ nhỏ cháu con của bà chị ba nấu giùm. Nấu giùm hả? Gia đình mình thường mỗi một ngày như vậy là một bữa cơm vậy là khoảng bao nhiêu tiền anh Phê? Bữa cơm có khi 70, 80, 100. Một bữa hay là một ngày?
một buổi đang có bữa thì mấy đứa nhỏ nó thèm thịt nè, thì mua thì 70-80 cả trăm. Dạ hả? Dạ. Chị đi bán thường về trễ hơn vậy? Thường trễ. Ừ. 5 giờ 5 rưỡi mấy giờ cho tới nhà. Ừ. Làm mấy ngày nay cực không? Có cực xíu nhưng mà cũng vui. Sáng chở đứa bé lớn đi đi trị bệnh cho nó đó. À. Rồi mới về tới. Ở đâu? Ở cầu Trà Bông Thanh Bình. À. Thuốc nam hay là thuốc tây? Thuốc nam. Thuốc nam hả? Dạ. Rồi thấy bé uống sao? Thấy phát triển không? Thấy đêm hôm, hai đêm nay bé nó ít chóng mặt. Vậy hả? Dạ. Thì cũng 1-2 ngày cũng chưa biết, chưa nói được gì, để đeo thêm vài ngày nữa coi xem sao. Ừ. Đây là mấy ngày mình đi lấy một lần? Cách ngày lấy một lần. Cách ngày đi lấy một lần? Dạ. Để cho thầy theo dõi ha. Dạ. Rồi Vi, bé Vi đâu rồi? Bé Vi đang ngồi trong nhà nội. Rồi trong nhà nội hả? Dạ. Ở nhà là cứ chị đi bán là nấu cơm, đợi chị về chiều mới có bữa cơm gia đình. Dạ đúng rồi. Còn bữa trưa thì chị đi ăn ở ngoài tiệm. Dạ, có bữa thì về, có bữa không. Uh-huh. Dạ. Một ngày là chị bán 300 tờ hả? Không tới, có bữa 200 mấy à. Ừ. 200 mấy thôi. Dạ. Rồi mấy ngày nay rồi các anh thợ làm gì, anh có tiền cho mua nước cho các anh thợ uống không? Có. Có quán của bà cô Tư cặp bên đó, rồi kêu nước cho mấy anh thợ uống thì chiều về vợ nó gửi tiền lại. Ừ. Dạ. Ngày là hết nhiêu? Dạ. Một ngày bao nhiêu tiền nước? Hôm qua anh Như tính 50,000+. Ừ. Dạ. Chứ anh không có tiền. Em giờ giữ hai nhỏ dưới tiếp mấy ông thợ, em đâu có làm gì ra tiền đâu. Đâu có làm gì ra tiền. Dạ. Để trả tiền nước hả? Dạ. Rồi vậy thì tiền mua đồ ăn ở trong nhà thì sao? Thì cũng nhỏ cháu nó mua. Dạ. Nó mua rồi nó nấu giùm, tại em bận công chuyện nè. Ừ, mua rồi lấy giùm. Dạ. Rồi anh không có tiền luôn. Rồi chiều về vợ nó gỡ cho nhỏ cháu lại. Có nghĩa là tiền bao nhiêu là vợ bán vợ, hay là anh leo dừa gì vợ giữ hết? Em lúc trước cũng có làm thì được nhiêu tiền thì giờ gỡ đưa cho vợ hết. Em được. Không có giữ. Anh không giữ hả? Dạ. Không nhiêu tiền người đàn ông chuẩn mực như cô bác anh chị. Là bạn bè mà rủ mà một hai ly rượu thì sao? Em không có nhậu. Dạ hả? Dạ. Nhậu mấy em đi này cho con xử. Ba con không có nhậu hả? Có đám tiệc gì em mới nhậu chứ ngày thường em không có nhậu. Ừ. Dạ. Mà có nhậu á mà đã uống có vài lon bia ba nhức đầu à. Đúng rồi. Vậy hả? Dạ. Ba mà con uống yếu vậy đó hả? Rồi thấy ba nhậu là con có lo không? Dạ có. Có lo hả? Dạ. Lo là sao? Dạ con thương ba, con biết bóp chân cho ba. Con biết bóp chân cho ba. Ở gài là mấy chú nó lại vụ nói cái vụ mà ở trong phim là con gơ rồi thấy mẹ có thương không? Dạ có. Có hả? Mà vậy mình có phải không? Dạ. Hả? Dạ phải. Sao phải? Ừ. Sao con biết? Mẹ nghe nói cho con. Mẹ nói cho con. Dạ. Phải không đó? Dạ phải. Mẹ nói sao? Mẹ nói là con làm con nơi gì cũng là ba mẹ rất căng. Cái gì? Con làm con nơi gì cũng là ba mẹ rất căng à. Mẹ nói sao? Mẹ nói sao? Nói lại, nói đàng hoàng. Nói gõ rồi. Nghe nè, nói gõ nè. Dạ. Con được ba mẹ yêu thương. Ừ. Mà mẹ nói thêm câu gì nữa? Mẹ nói là con gì cũng là con của ba mẹ. Nếu là có con là ba mẹ vui rồi. Rồi khi mẹ nói vậy thì con nói sao? Dạ con nói con thương mẹ. Con thương mẹ. Rồi nghe mẹ nói vậy, vì sao con lại hỏi mẹ câu gì mà mẹ mới nói như vậy chứ? Con hỏi mẹ về con có lụm không, mà mấy thằng bạn con nó nói con lụm. Mấy thằng bạn nào? Giống như thằng Ken á, lúc tới sinh nhật nó nói vậy đó. Tiền mà nó chơi. Ờ. Mẹ con đưa tiền cho con để đi ăn sinh nhật của nó không có, lấy. Rồi nó nói là lúc đó mẹ mày không có thương mày, mẹ mày lụm mày trong bụi tre gì đó, đem về mày nuôi đó. Rồi con chạy về nói với mẹ.
Rồi cái mẹ nói là nó dị cho con bệnh vậy đó. Rồi tụi nó bây giờ con đi chơi tụi nó rồi. Mà lúc đó bạn mời đi sinh nhật vậy đó, rồi tự nhiên bạn nói vậy rồi con có ăn sinh nhật không? Không. Nghĩ ăn rồi hả? Nghĩ rồi, giờ nói với mẹ. Con giờ có nói với mẹ. Rồi mẹ nói sao? Mẹ nói là gì? Mẹ nói giả bộ gì thôi để cho để con không có bị bệnh giống chị gì vậy đó. Ừ. Thế sao nữa? Rồi khi mẹ nói vậy con nói sao? Con nói là vậy hả mẹ? Vậy thôi con không có ăn sinh nhật của thằng kia nữa. Con không ăn sinh nhật kia nữa. Dạ. Rồi con nói vậy mà mẹ nói sao? Mẹ nói vậy nè. Rồi không ăn thì vô buồn chút vô bóp lưng cho mẹ. Rồi qua khi mà nghe bạn nói thì cái cảm xúc của con là sao? Con thấy buồn. Con thấy buồn. Rồi con có hỏi ba không? Dạ con, lúc đó ba con đi vô nhà cháu con. Là bạn đó là học chung lớp con hay sao? Không có, lúc đó con chưa với lại thằng đó chưa đi học. Bạn đó bao nhiêu tuổi nhớ không? Dạ lúc đó bạn đó mới có 5 tuổi rồi. Bạn đó 5 tuổi hả? Con mấy tuổi? Dạ lúc đó con mới có 5 tuổi mà bây giờ bạn đó học lớp lớn rồi. Nhưng mà lúc mà bạn đó nói sao con không cự lại với bạn đó mà con chạy về? Chạy về mép ba. Con chạy về mép ba. Chúc rồi ba giờ cứ không mép ba. Chúc ba giờ con mép ba sao? Không mép ba là ba ơi, thằng Ken nó ào sinh nhật mà nó nói tào lao với con. Rồi cái nó còn chơi với con rồi con dậy mét mẹ. Rồi cái ba ra ba chửi thằng Ken. Ba ra ba chửi thằng kia hả? Ba nói là sao? Ba nói gì nè, mai mốt á ăn sinh nhật đừng làm gì nha. Vậy đó. Lúc ba nói vậy thì con có nghĩ gì, suy nghĩ gì? Con muốn vô một sớm mẹ bóp được cho mẹ. Lúc đó bé chạy về bé nói với anh ra lâu chưa? Nói lâu rồi. Rồi cái là nghỉ đi chơi với bạn luôn. Nghỉ luôn đêm đó nè, nó vô mùng sớm nó không đi đâu nữa. Vậy hả? Dạ. Rồi anh đang ngủ bé sao? Thì em mới ôm nó rồi mới nói là cái thằng Ken nó cũng nhỏ, nó ngang tuổi với con, nó đâu có biết chuyện của người lớn đâu, sao mà nó biết được. Con tin ba mẹ, đừng có tin ai hết. Rồi bé mới bớt buồn. Rồi chơi với chị trong nhà, không có đi đâu. Nghĩ đi đâu hết luôn. Mà ba mẹ là nuôi con từ nhỏ đến lớn, bạn nó làm gì mà biết con là vậy? Giống như mẹ nói vậy đó. Một là phải tin ba mẹ, hai là mẹ nói vậy cho con không có bệnh nè, nên là nữ đeo mấy cái vòng này nữa nè, thấy không? Biết tại sao đeo mấy vòng này không? Hả? Con là con nhà Phật á, nên là nữ là đeo mấy vòng này cho khỏe mạnh, cho bớt bệnh, cho học giỏi lên. Con nói nghe nè chú, con là đạo Phật mà. Dạ hả? Con đạo Phật con hãy đi Phật chứ. Con đạo Phật con phải đi Phật. Dạ. Con một tuần con đi Phật mấy lần? Chưa có lần nào đi chùa. Chưa có lần nào đi chùa hết ha. Có mà. Dạ. Có mà con. Có mà lâu lắm rồi chưa được đi nữa. Muốn đi chùa không? Dạ muốn. Hôm nào chú chở con đi chùa được không? Hả? Con sẽ chú chạy có nhanh không? Con sẽ chán chết. Chú chạy chậm thôi ạ. Dạ chậm. Tại sao mình không kêu ba mẹ mình chở mình đi chùa? Con kêu ba mà ba không chịu. Ba mẹ con nói sao? Ba nói vậy nè, đi xuống chơi. Con nói là đi xuống con gặp Phật. Rồi ba mẹ nói sao? Ba nói vậy nè, rồi ngày mai ba chở đi, rồi tới ngày mai ba con chở đi. Có chở không? Lúc đó chở đi lâu lắm rồi. Ê hả? Dạ. Đi chùa là phải mình ăn chay hay là mình ăn mặn? Nhà mình ăn chay. Ăn chay là sao? Ăn chay là ăn nước tương. Nước tương. Rồi mình có được ăn thịt cáo không ta? Dạ không. Vì sao? Ăn Phật y động Phật nên Phật không có ăn động Phật nào hết. Vậy? Phật y động Phật nên Phật không có ăn động Phật nào hết. Không ăn động Phật nào hết. Dạ. Ví dụ là không ăn con nào? Con cá. Với lại là con
con ớt với lại là con lươn. Ừ. Với lại là con cua. Với lại là con tôm. Nhưng mà vì sao mình không được ăn nó? Tại vì nó cũng nó sợ chết. Con người mình có sợ chết. Vậy mình mấy con động vật nó cũng sợ chết mà. Ừ. Vậy mình ăn nó chi? Cho nó chết, nó tội. Ừ. Mình ăn nó để ra làm bồi bổ cho cơ thể của mình. Rồi con thích ăn trái cây hơn. Dạ hả? Dạ. Ừ. Nhưng mà con có rồi mẹ mua cá cho con ăn không? Dạ không biết. Con thường ở nhà có ăn cơm với cá không? Dạ hả? Ừ. Dạ con không biết. Mình nấu cho bé ăn gì là bé ăn đó hay là có đòi hỏi không anh? Không, nó mình nấu tới giờ cơm có gì thì nó ăn nấy à, nó ít đòi á. Dạ hả? Dạ. Có bao giờ đòi mua cá mua thịt gì không? Không, có nấu thì mấy bữa nó đòi ăn canh này kia rồi thì mua đồ vô nấu canh cho nó. Ừ. Nhưng mà tại sao con biết là con vật cũng sợ chết mà mình cũng sợ chết mà mình ăn thịt đó chứ tại sao con biết câu đó? Dạ ba con dạy. Ba con dạy hả? Rồi phải không? Dạ phải. Phải hay là nịnh? Ừ, phải nè. Ba dạy ba nói là sao? Ba dạy là con là mình có sợ chết không? Dạ tụi con nói là đầu. Rồi con cá gì nó cũng sợ chết hết á. Ừ. Rồi nghe vậy là mình không ăn thịt cá nhiều. Bé có đòi ăn chay rồi không anh? Không anh, nó chưa biết. Nhưng mà mình cho nó ăn cái gì là nó ăn cái gì. Chứ không có đòi hỏi hả? Dạ. Dễ thương ghê ha. Rồi bây giờ nghe ba ăn ủi con, bé ấn lại câu nè. Tại sao cái câu chuyện kia lâu lắm rồi mà con lại nhớ cái câu chuyện mà bạn kia nói con vậy á? À, tại vì lúc đó mẹ con kể lại cái con lúc đó con nhớ lại bây giờ. Sao nhớ lâu vậy? Dạ con nhớ là con phái. Vậy? Dạ con nhớ lâu tại vì hồi đó con ngủ sớm. Mới có mấy giờ sáng thì cha con kêu thức dậy. Nghe nói vậy cái anh mũi lòng không anh ơi? Dạ có. Thấy nó tội rồi cũng buồn. Tìm cách để an ủi nó. Sợ nó biết rồi nó buồn. Chiều về nó nói mẹ nó rồi mẹ nó. Nó nói dù con nào đi nữa ba mẹ cũng vẫn yêu thương con hết. Rồi nó mới ôm mẹ nó nhủi nhủi vô. Thấy nó tủi lắm. Tội. Nhưng mà hồi bé giờ anh nuôi bé là có bệnh hoạn có khó khăn gì không? Có bệnh nhưng mà bệnh nhẹ thôi à, uống 1-2 liều thuốc là hết. Vậy hả? Có phải đi bác sĩ gì không hồi bé? Có đi khám rồi lấy thuốc uống 1-2 ngày là hết à, chứ không có bệnh nặng như con người ta. Lúc mình khó khăn như quá là mình đưa dư con lớn, nhỏ lớn. Nghe chị nói lúc mình khó khăn quá mình không có sữa uống là mình còn uống sữa bò không hả? Dạ đúng rồi. Uống sữa bò, sữa hộp bịch gì nè, với hộp nhỏ gì nè. Chắc nịnh ba nịnh mẹ lắm hả? Đúng rồi, nịnh nó làm cho mình thương lắm. Dạ. Cho nên mới lo lắng mới nuôi nó nổi. Anh có nó nịnh nó thương lắm. Một vài tình huống anh cũng kể cho cô bác chị nghe được không? Như nó đi đường hay gì nó gặp người này người kia có cái món đồ chơi đó như đi hát đình vậy đó, cái nó chỉ nhưng mà nó không đòi. Ừ. Cái nói bữa nào ba làm có tiền khá đi rồi ba mua cho là dạ rồi thôi. Vậy chứ hả? Không có đòi khóc hay đòi lấy đặng lấy được giống như con người ta. À. Biết nghe lời đó. À. Rồi mình đi mằng về hay gì á, à, nó lỡ nó ngồi hỏi ba mệt không lấy nước cho uống rồi uống xong cái nó mình nó hung bên này hung bên kia vậy hung tùm lum chỗ hết trơn. À, cái hỏi sao mà hung dữ à, cái nó nói tại con thương ba, con truyền năng lượng cho ba. Có luôn hả bở? Dạ dạ. Sao truyền năng lượng sao? Dạ truyền năng lượng sao? Dạ con thương ba. Đâu truyền năng lượng cho ba, bữa nay ba có mệt không? Dạ, cái này sao? Nay ba có mệt không?
Nha mẹ Hàn. Khỏe rồi, con Hùng khỏe rồi. Ừ. Ba hôi mồ hôi quá à. Có hôi không? Không. Hôi quá, ba làm mệt, ba hôi mồ hôi quá mà không ba. Gì đâu mà dơ quá à, ẹ. Không hả? Là mỗi lần làm mệt là ôm ba vô hả? Dạ đúng rồi. Tối vô mùng ngủ nó hỏi ba mẹ có mệt không, có nhức đầu không, để con massage cho, rồi là qua làm cho từ ngừ. Dạ hả? Mới đêm hôm nữa. Đâu massage sao đâu, massage thử cho chú xem nữa coi. Đâu ba ngồi với con massage cho chú xem nữa coi. Bóp lưng sao đâu? Bóp lưng rồi đó, đêm hôm con làm đó. Mắc cỡ rồi. Tối con mới làm được. Tối. Tối con mới làm được, chứ ban ngày là không được ha. Ban ngày là con làm giờ, ban ngày con ăn dễ rồi. Hả? Ban ngày con ăn dễ rồi nhưng cho không có làm gì. Thấy dễ thương quá anh ha. Mạnh lắm rồi, đi tới đâu ai cũng nó cũng được nhiều người thương. Rồi nghe ba nói nè, nghe ba nói là bảo ấn không phải, không phải là con gợ con lụm gì nè. Ba nói cho bảo ấn nghe với. Là mấy người ở ngoài nói con đừng có tin. Chỉ tin ba với mẹ thôi, hiểu không? Dạ. Người ta nói vậy là người ta ganh ghét với con đó, tại vì con được ba mẹ thương nhiều cho nên người ta nói vậy đó. Hiểu chưa? Người ta ít được ba mẹ thương, còn con được ba mẹ thương nhiều cho nên người ta ganh ghét, người ta nói vậy đó. Con biết không? Dạ biết. Cho nên giữa người ngoài với lại ba mẹ con tin ai? Con tin ba mẹ. Và nhớ là sau là không có buồn nữa nha. Dạ. Giỏi. Ba mẹ, ba con họ gì? Họ Nguyễn. Họ Nguyễn con họ gì? Dạ là họ Nguyễn. Ba cho họ gì? Nhớ rồi. Họ Phan. Đúng rồi. Ta hả Phan. Ừ. Nên là nữ là vì sao mình lại lấy theo cái họ của ba? Ừ, tại vì mình sinh ở đâu thì mình theo họ đó. Đúng rồi, quá giỏi rồi. Mình sinh ba mẹ mình sinh ra thì mình lấy theo họ của ba mẹ mình đúng không? Dạ đúng. Ừ, nên là nữ là như ba nói là người ta không được ba mẹ thương nhiều bằng bảo ấn, nên người ta làm bộ, người ta nói gì ta chọc cho mình giận để mình đi về để mình nghỉ ăn sinh nhật luôn. Đúng không? Mà ba có thường tổ chức sinh nhật cho Bảo Ấn không? Ba tháng 10. Tháng 10. Tháng 10. Ba tổ chức sinh nhật. Ba tổ chức sinh nhật ba mua cái gì cho Bảo Ấn ăn? À, bánh kem. Bánh kem. Con mời cháu con mời chị bình an con. Rồi con mời bạn của con. Ba ngày sinh nhật thì con cầu nguyện điều gì? Con cầu cho ba mẹ dịp cái nhà to. Mà sinh nhật của con mà cầu cho ba mẹ gì? Cầu cho ba mẹ cái nhà to. Hôm nay là có nhà to chưa? Dạ chưa. Mấy chú đang làm nhà đó. Mấy chú là người dưới chú nè. Dán gạch đây nữa nè. Dán gạch nữa nè thôi. Thấy có cái bên ủng nghỉ thì cũng vui anh Ve ha. Có một số cô chú anh chị á là hỏi anh Ve là có muốn chuyển nghề khác hay không, làm hồ, phụ hồ hay là gì không, chứ leo dừa thì thấy nguy hiểm quá. Em cũng biết như vậy mà giờ mình thất nghiệp rồi thì có chuyện gì làm ra tiền để lo cho hai đứa nhỏ, mình cũng phải cố gắng. Sao có công việc ổn định nào khác thì mình cũng bỏ cái nghề leo dừa, tại vì nghề leo dừa nó rất là nguy hiểm trăm phần khó. Người ta nói ăn cơm dưới đất làm chuyện trên trời là nó như vậy. Cô bác anh chị thấy nghe nói mà thương thấy Ve cũng thật thà, cũng chịu khó kia, không có vụ chè. Nên là nữ là làm có nhiêu có tiền cứ giao cho vợ hết. Có chiều uống cà phê hay trà đường với anh gửi ở ngoài đường á thì nói vợ đưa 10.000 20.000 gì đó rồi ra uống chút xíu rồi đi vô ngủ à. Chứ em không có rượu chè, không có nhậu. À. Dạ. Ngày hôm nay thì làm mệt nhưng mà thấy vui đúng không anh Ve? Dạ. Sắp có sữa, có nhà vệ sinh, khỏi đi đêm đi khuya nhờ nhà của ông nội nữa. Đó là điều rất là mừng.
cái nó là cái ao ước của hai vợ chồng lâu lắm rồi, nay mới được. Gà cứ con nhỉ? Gà có con nữa và ao ước của con nữa. Thôi thì bây giờ kết thúc clip này để cho ba về ăn cơm, để chiều nay ba làm thợ làm phụ với mấy anh thợ tiếp kìa. Thì con với lại ba nói điều gì đi? Chân ba bị rớt rồi. Con nói gì mà nói với cô chú rồi? Ba vẫn là ăn đồ chơi chứ với con thời gian qua phát tài phát lộc, khỏe mạnh với gia đình, được nhiều qua thăm nhà. Em này biết ơn các nhà hảo tâm mạnh thường quân nhiều lắm. Em kính chúc nhà hảo tâm mạnh thường quân được thật nhiều sức khỏe. Dạ. Này em chào anh ha. Dạ dạ.